Trước tiên thì con xin gửi lời cung kính đến Thượng Tọa. Ngài thương chúng con và thương Phật tử, cho nên hướng dẫn cho Phật tử đi thập tự, đi đến tu viện của chúng con để hỷ cúng, hỗ trợ cho con có phương tiện tốt để chăm sóc cho ngôi tam bảo này. Con xin kính chúc Thượng Tọa sức khỏe và đa tạ ân đức của Ngài rất nhiều. Mong là chư Phật gia hộ cho Ngài thân tâm thường lạc, Phật sự lúc nào cũng hanh thông. Riêng quý Phật tử, hôm nay có hai nhóm, một nhóm ở nhóm Quan Âm ở Nhân Trạch lên đây để hộ sách cho các chú tiểu đi học. Đây là chương trình lâu dài, các Phật tử này cũng hữu duyên, cho nên năm nào cũng quyên góp. Và các Phật tử đoàn của Thượng Tọa, sơ cơ sư tin chúc chung hết, mong là mọi người đều sống vui vẻ, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Pháp thoại sư chia sẻ là nên vui vẻ, buồn cũng chẳng được gì. Đơn giản như vậy ha. Đúng ra hôm nay á, thì sư dự kiến trong bụng là sẽ có một bài pháp thoại dành riêng cho cái nhóm cúng dường sách. Tại vì nhân quả của vấn đề cúng dường sách đó, nó rất là tốt cho vấn đề trí tuệ và thông minh của mình ở trong cái kiếp tương lai. Tại vì là có những cái người mà sinh ra đó học cái gì cũng có hiểu đó, học trước quên sao. Thì trong đó nó có một trong những cái nguyên nhân là mình không tôn kính cái bậc hiền triết, mình không quý kính lắng nghe những cái lời mà chân lý, mà mình khinh dễ những cái điều hay ý đẹp ở trong cuộc sống, và mình không quý mến cái chữ nghĩa. Nhiều lúc là trong tờ báo á, nó có hình ảnh của những lãnh tụ quốc gia, nó có những cái người mà thiện lành, chẳng hạn như người mẫu, người kinh doanh, người làm cha, người làm mẹ, và nó có đôi lúc nó có ca ngợi những ngôi chùa, những cái chỗ danh lam thắng cảnh tâm linh, và có những dòng chữ, có những tâm huyết chắc xám trí tuệ của những con người, người ta đặt bút, người ta trăn trở, người ta viết trong đó. Nên mình cứ lấy ra mình gói quà, thậm chí lúc sanh con thì mình gói những cái phần dơ giấy, thì lâu ngày thì thành ra một cái nghiệp, thì nó đóng góp vô trong cái phần là mình sẽ mê muội, là mình chà đạp lên chữ nghĩa. Trong đó có những cái nhân quả là mình không tôn trọng con cái, vấn đề học hành. Nhiều lúc mình cứ quý tài sản, rồi mình suối con nghỉ học đi, đi lo làm kiếm tiền cho rồi, chứ học gì, mất công học cũng đi làm thôi. Thôi lớp 7 đi chăn bò, lớp 6 đi chăn bò, đi theo mẹ đi bán đi buôn, vân vân. Hoặc giả là người ta học hành thì mình chê bai, người ta thành công thì mình ghen ghét. Thì nó cũng làm cho mình có những cái quả nghiệp mà sau này, những cái kiếp sau á, cái chữ nghĩa nó cứ nó xa tầm tay của mình. Nhiều lúc á, mình học hoài mình không có nhớ, nhưng làm ăn thì được. Những người mà đi cúng những cái phần tập sách hay là chữ nghĩa hỗ trợ cho người ta có chữ nghĩa thì luôn luôn là có được một cái phước báu á, là về sau thì con cái nó lại tôn vinh cái điều kiến thức, nó học hành nó tôm tắt hơn, và cái cách cư xử nó cũng lịch thiệp hơn. Tại bởi vì gần sách vở thì thường học những điều hay ý đẹp, và con người nó cũng thanh tao hơn, đôi mắt được sáng hơn, gương mặt thanh tú hơn, vì ủng hộ được những cái điều mà đẹp cho cuộc đời. Bởi vì cuộc đời á, nếu không có những cái đẹp á, thì con người sẽ mất đi chân lý và lý sống. Để nhìn những bóng đêm không thì không có hay ho gì ha. Cho nên là sư định thuyết trình cái ý đó cho cái nhóm cúng sách. Nhưng mà hôm nay có hai nhóm chung chung, cho nên sư chuyển qua chủ ý là chúng ta sẽ bàn với nhau về vấn đề là nên sống vui vẻ, buồn cũng chẳng lợi ích gì. Cái này là nên cho một tràng pháo tay cho vui nè. Và hai chị ngồi bên kia là
dịch tiếng Việt ra tiếng Anh cho chị đó nghe, hay là hai chị đang nói chuyện riêng. Nếu mà dịch tiếng Việt qua tiếng Anh thì rất tốt, sư mừng. Còn nếu nói chuyện riêng thì chút xíu mình lên xe mình quay lại câu chuyện ha. Còn bây giờ là tôn trọng sư Phật Pháp một chút, để khỏi mất nhân duyên. Các đệ tử hít thở sâu và lắng nghe sư chút xíu ha. Thì ở đây là làm đẹp cho cái khoảnh khắc hiện tại này. Dạ. Huynh đệ cho xin tràng pháo tay về lời khuyên của thầy đối với hai chị đi. Dạ. Trong cuộc sống này thì mỗi người trong chúng ta đều có một cái nghiệp riêng, không có giống nhau. Đó là lý do tại sao chị thì may mắn, mà em thì suốt đời cứ lục đục cực khổ. Anh thì rất là cao, to, đẹp, nhưng mà em thì tự nhiên thấp, bé, nhỏ, bệnh tật suốt ngày. Đứa thì nó chăm chỉ làm, ngoan, hiền, nhưng người thì thật sự là lì và kỳ cục lắm, lười nữa, lười biếng. Thì đây là túc nghiệp riêng do mà mình tạo nhiều đời mà nó ra cái quả trong kiếp hiện tại. Chủ đề này nó dài cho nên sư nói như vậy thôi, từ từ trong cuộc sống mình sẽ cảm nhận được. Nhưng mà sư muốn nói đến các đệ tử là chúng ta không nên buồn, không nên lo, không nên giận về những cái điều xung quanh như thế. Tại vì buồn cũng không giải quyết được chuyện gì. Như sư ở đây, sư nuôi chú Tiểu từ năm sư 20 tuổi, và năm nay là sư 47 tuổi, thì sư đã đi qua rất nhiều những đứa trẻ. Có đứa mới sinh 3 ngày, 6 ngày, 7 ngày, 10 ngày cũng là đến đây. Thì mình nuôi từ lúc nó không biết gì cho đến nó biết cái gì. Rồi có những đứa 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi và thậm chí nhiều hơn tuổi cũng đến đây bằng một cái tình thương của một người đi tu hành và học cái lời Phật dạy để mình áp dụng á, thì mình chia sẻ những gì mình có cho các cháu. Nhưng mà kết quả là như thế này, là 100 đứa là nó đi hết 99 đứa. Và có đứa nó học xong đại học nó đi, có đứa nó học hết 12 nó đi. Cái đêm mà nó thi xong lớp 12, nó chưa biết cái thang điểm của nó đậu hay không thì nó cũng xách cái gối nó đi rồi. Thế là trong cái lòng của nó khao khát chờ đợi cái ngày được ra khỏi cái thư viện lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong tâm của nó đang mơ tưởng cái thế giới bên ngoài là một thế giới thiên đường, còn ở trong thư viện là một cái cửa địa ngục của nó. Tại vì nó bị bắt vào trong đây, phải ăn những cái món mà nó ăn không ngon, phải thức đúng giờ, phải ngủ đúng giấc, phải chịu quy luật của nhà Phật và phải học kinh, những cái điều mà nó không hề hiểu gì cả. Cho nên nó coi đây là một cái chỗ mà nó buộc phải sống, chứ nó không phải là niềm yêu thương của nó. Cho nên sống một ngày thay vì hoan hỷ thì nó cảm thấy rất là ngột ngạt và mất tự do. Nó thích được đi uống cà phê với bạn bè, nhuộm cái tóc cho nó có sắc màu một chút cho đẹp, xăm ở trên cái tay vài cái gì đó cho thể hiện đàn ông, và mặc được những chiếc áo, chiếc quần cho nó ra dáng của một thằng thanh niên đó, lịch lãm. Chứ không phải mặc những cái áo già như thế này, nó lộn thộm, nó không có biểu cảm được cái sức mạnh của người đàn ông, nổi cái mặt không cũng thấy khó chịu. Nên là thường hay được ở trần là ở trần, kiếm cái quần nào đẹp là mặc vô. À, cho nên mình thì nghĩ rằng may mắn lắm luôn trong kiếp này gặp được Phật Pháp sớm, để có thể sống trong tình thương của Phật và học được những chân lý, để rồi trở thành một vị thầy hướng đạo sư cho Phật tử. Mình cảm thấy đời mình rất là tuyệt vời và may mắn. Thì ngược lại, những đứa trẻ này nó cảm thấy nó xấu số, nó buồn tẻ khi ba nó không thương, mẹ nó bỏ rơi. Cho nên là nó sẽ bỏ sư bất cứ lúc nào khi nó đủ cái điều kiện. Ví dụ như chờ có một cái gì sơ hở là nó cho đó là một cái tệ nạn, là nó đi. Ví dụ như nó trốn học hoài, cô giáo mời mình ra trường rồi mắng vốn mình, lập biên bản thì mình rầy nó mấy câu thì nó cho đó là phiền, rồi nó lấy cái cớ thôi con hết duyên con đi đó. Thì nó đi nhiều quá như vậy đó, nhiều lúc mình cảm thấy nó bị một cái gì đó nó hụt hẳn đi. Mình cảm thấy cái công việc mình làm đó nó gần như là vô nghĩa. Mình yêu thương nhiều mà không được đền đáp, và làm thiện nhiều mà không có sự phúc đáp. Mình cảm thấy mình không muốn làm thiện nữa, vì làm thiện cũng chẳng có lợi gì. Thì đây là những suy nghĩ sai lầm.
những suy nghĩ bị tiêu cực, những suy nghĩ mà nó mang tính chất vui buồn, giận hờn của kiếp nhân sinh, nó không phải là tâm linh, không phải là thanh tịnh trí tuệ của nhà Phật. Và thầy nghĩ trong các trò ở đây, khi mình sinh con ra thì có lẽ đôi lúc mình cũng buồn vì con, mình cũng khổ vì gia đình của mình, bởi vì những điều mình thích không đến, mình mơ ước xa vời. Vì vậy cho nên á, tuổi thơ của mình đã cực, mình mong muốn con mình hạnh phúc, cho nên mình hy sinh, mình làm để con mình học. Sau này cái chữ nó sẽ giúp cho con mình bay cao, hạnh phúc hơn mình, buôn bán lam lũ, làm những cái việc tay chân cực nhọc, thu nhập không bao nhiêu, người đời không kính trọng. Cho nên con phải ráng học cho thành bác sĩ để con có cái vinh danh trong cuộc đời, và đó là niềm tự hào của mẹ. Nhưng thật sự đó, con mà nó đi chơi game, không? Nó dối mình, nó lấy tiền mà nó không đóng học phí, rồi nó đua xe, rồi nó sa ngã. Các huynh đệ mình mà rơi vào hoàn cảnh đó là mình bị bế tắc về tâm lý. Đôi lúc mình nản đến nỗi mà có người buông hết tất cả. Và đây cũng là ý nghĩ sai lầm. Bởi vì thật sự thời gian của mình sống trên cuộc đời này không có được bao nhiêu. Cho rằng 100 năm thì cũng là vô thường. Và mình phải đón nhận nhiều cái hệ lụy của cái tuổi già. Tóc đó bạc, da đó nhăn, mắt đó mờ. Những cái điều đó nó gặm nhấm từng ngày từng giờ mà chỉ mình mới biết, chứ còn người khác không biết. Những cái nỗi đau về đêm không ngủ được, trằn trọc mới có 2 giờ đã thức, mà không biết làm sao để tìm được giấc ngủ khi mọi người chìm sâu vào trong sự êm đềm. Còn mình phải lục đục đi ra đi vô, mà ngồi cũng chán, nằm cũng chán, không biết làm gì. Thì đây là một trong những nỗi đau của cái tuổi già. Và mình thấy thời gian đi qua nó vô nghĩa. Cho nên mình dồn hết nghị lực cho con, mà con nó lại bội với mình, phản với mình, nó chê trách mình. Thì đây là nỗi khổ của nhân gian. Khi như vậy là mình càng khổ thì mình lại càng mất ngủ. Mình càng khổ thì mình càng đau lòng. Mà đau lòng là nó sẽ đau tim. Đau tim rồi nó sẽ ảnh hưởng đến gan, mật và thận. Cho nên mình ăn nó không tiêu, bởi vì cái men đường ruột nó bị tuột hết. Do cái chất axit trong cơ thể nó ảnh hưởng cái tâm lý, nó làm cho men đường ruột bị tuột dần, và thành ruột bị lở loét khi mình ăn không đều. Mỗi sáng thức dậy, đúng ra người vui vẻ là một cái món ăn đầu tiên là cái tâm hoan hỷ. Nhưng mà vừa thức dậy là mình đã nhận lấy bao nhiêu nỗi phiền rồi. Thì mình không thể nào nuốt trôi những cái bánh này, cái chén nọ. Ta dâng một cái tô hủ tiếu, mình nhìn vô trống, mình thấy ngán, mình nuốt không trôi. Nó no rồi, no rồi. Thì đây là một trong những cái phiền mà bản thân mình là thật sự là đáng thương. Nên hôm nay được sự cho phép của Thượng Tọa, sư xin chia sẻ rằng các trò không nên buồn như thế. Bởi vì buồn cũng không giải quyết được chuyện gì, không giải quyết được đâu. Nhưng mà vui biết đâu chừng gỡ, gỡ rối được, vớt vát được một chút. Tại vì ít nhất á, không cứu được người thì cũng phải cứu được mình à. Ít nhất không giúp được người hết bệnh thì bản thân mình cũng phải mạnh khỏe để còn giúp được những người cần. Còn nếu mình bệnh luôn, mình quỵ luôn thì không giúp được người mà bản thân mình cũng không ai giúp, thì đây là cái sự sai lầm. Cho nên một người đang trôi ở dưới suối, họ kêu cứu tôi với, mà họ giành giật sự sống bằng sự hỗn tạp trong tâm lý họ. Mình không biết bơi thì đừng có nhảy xuống giùm. Tại vì có những người biết bơi nhảy xuống họ nhận chết luôn. Vì lúc đó là họ chỉ biết đè mình xuống để họ thở, cho nên mình sẽ chết trước họ. Và cuối cùng hai người cùng chết mà không giải quyết được gì. Mà nếu mình không biết bơi thì càng nguy hiểm hơn, ai là người cứu mình trong nguy cơ đó. Cho nên muốn cứu người thì mình phải tập luyện cho mình biết bơi, và phải có nghệ thuật trong cái việc cứu người. Cho nên muốn gia đình mình được hạnh phúc, được bình an, bản thân mình phải bình an trước đã. Và Phật Pháp Tăng là cái ngôi báu. Khi mình tới, mình cúng dường Phật Pháp Tăng để làm gì? Để mình nhận cái quý báu từ nơi Phật Pháp Tăng. Và lời khuyên của Thầy hôm nay là một trong những cái sự quý báu. Các đệ tử phải có một cái gương mặt hiền hòa. Nếu như mình không đẹp,
Phải có được cái lời nói mà tử tế khi mình giận hờn, và có được ánh mắt luôn luôn là tươi mát biết cười trong cuộc sống. Và dĩ nhiên là những cái khó khăn nó nhiều hơn là niềm vui. Đệ tử ơi, trên cuộc đời này không bao giờ là niềm vui nhiều hơn là nỗi buồn. Không có chuyện đó. Cho dù Phật tử có sống trong cung vàng, thì trong cái cung vàng đó nó phản phất những cái sự tranh tụng, những cái hơn thua, nó lẫy lừng ở trong từng ánh mắt, trong từng nụ cười của những người đang sống trong cung vàng. Nụ cười là cái trên bờ môi, nhưng tâm hồn là một đống rác rưởi của những người làm phi, làm tần, làm công, làm tử, làm quan, làm vua, làm thái. Một ông thái giám cũng quạng trong cung đình để chiêu mộ những nhân tài, những người để hãm hại lại những người có quyền lực, thì ở đâu cũng không có hạnh phúc nếu như chúng ta tham lam và ích kỷ. Nhiều khi mình nghĩ rằng nếu mình có nhà cao tầng ở mặt tiền mình sẽ hạnh phúc, đó là cái nghĩ của mình. Còn cuộc sống cái đó không phải là chân lý để hạnh phúc, nhưng mình bỏ mất một thời gian rất dài để đi tìm cái đó. Nhưng đến lúc gặp cái đó thì mình cảm nhận nỗi đau nhiều hơn hạnh phúc. Đây là nhiều người đã bị. Ví dụ bây giờ không lấy chồng Việt Nam đâu, phải lấy chồng cái gì mà nó siêu cấp một chút để mình có thể mình có được hạnh phúc, tại mình cho là giàu. Cho nên giới thiệu chồng Hàn Quốc cho mình, giới thiệu chồng Đài Loan cho mình mừng lắm. Mình phải bỏ một mớ tiền, nhiều lúc không có tiền á, người miền Tây mà họ dám quay ngân hàng đó, họ thế chấp đất đai cho con họ được lấy chồng Đài Loan. Nhưng mà khi mà con của họ bước qua bên thế giới bên ngoài, vừa đến một cái căn nhà nó ộp ẹp trong một cái khu rừng, mà cái người chồng không phải là cái người mà đẹp trai tuấn tú như trên hình và trên đến để mà giao ước, lại là một ông già 60 mấy tuổi mà bị què một cái giò nữa, giao quyên mấy mẫu đất đủ thứ khoai sắn rồi cà rốt khoai tây cho người con gái này canh tác và làm. Và sau đó là những ngày tháng lam lũ cực nhọc, có người vừa làm chồng là làm mẹ, làm cha cho những đứa trẻ nữa, làm đủ thứ trong một gia đình mà không biết quê hương của mình bây giờ như thế nào. Cả chục năm chưa được nhìn mặt mẹ, chỉ có mấy trăm triệu trong thời gian đầu, và nghĩ rằng cái hạnh phúc đó là đem đến cho mình giàu sang là hạnh phúc. Cho nên người ta đã sụp cái bẫy của cuộc đời. Hạnh phúc rất đơn giản. Sự tha thứ của mình nhiều thì sẽ có hạnh phúc nhiều. Sự tha thứ của mình ít thì có hạnh phúc ít. Đơn giản vậy thôi. Cho nên thay vì mình giận thì Phật tử hãy tha thứ đi. Con nó học 5 điểm, nó không bằng cái đứa cháu học 9 điểm. Nhưng mà mình biết con của mình, cái chất tố nó không bằng cháu, cho nên mình ủng hộ con mình bằng cách là mẹ ủng hộ con. Con hãy cố gắng, bữa nay đừng nghĩ đến chuyện học nữa, hãy vui chơi với mẹ một bữa. Mẹ dành thời gian dẫn con đi chơi, ngày mai con cố gắng con học lên 5 điểm rưỡi là mẹ mừng rồi. Không sao, lỡ cứ ở lại lớp cũng là con của mình, không sao, học tài thi phận, sang năm thi lại học tiếp, không sao. Vì hồi xưa mẹ cũng đâu có học nhiều vậy đâu, nhưng mẹ vẫn sống tốt đây. Con đừng vì học dở rồi bạn bè nó chê cười rồi con buồn, như vậy mình sẽ mất hạnh phúc của mình. Tức là mình phải nói cái gì đó mà cho con mình nó mạnh mẽ hơn, mình phải nói làm cái gì đó mà cho con mình nó cảm giác mình là điểm tựa. Từ con của mình cho đến chồng mình, vợ mình, người thân của mình, ai mình cũng chia sẻ, ai mình cũng vỗ về, yêu thương hết, thì đây gọi là người có trí, mà cũng là người Phật tử, là cây cổ thụ trong gia đình. Chứ đừng có vội mà chê bai, chỉ trích, tổn thương mình, đau lòng vì những cái thất bại nhất thời. Vì có những người học rất cao nhưng sau này lại thất nghiệp, tốn hao rất nhiều tiền bạc của cha mẹ, 2-3 cái bằng cấp nhưng làm ăn không được. Nhưng có những người học hành không ra gì nhưng mà buôn bán may mắn sau này làm có tiền mà lại còn có hiếu kính với cha mẹ nữa. Có người học rất cao nhưng mà lấy chồng lại theo chồng rồi không giúp được cho cha mẹ, hoặc là lấy vợ nghe lời vợ thì lại
không hiếu thảo với cha mẹ. Có Sài Gòn có cái vị đó nuôi con đến kỹ sư, nhà chỉ có một cái xưởng nhỏ cho nên có bao nhiêu tiền thì giao hết cho con mở tiệm, rồi cho tiền con cất nhà. Vì ít học và thương con nên chẳng bao giờ nghĩ đến cái điều gì, cho nên cho con đứng tên. Và không biết con suy nghĩ điều gì, một ngày nọ con đổi hết tên tuổi nhà cửa công ty rồi đất đai nhà qua hết, một mình vợ chồng con đứng tên. Rồi đến một lúc bình minh thức giấc, rồi con tuyên bố đây là tài sản của con, rồi con đuổi mẹ với em ra đường. Mẹ và em đi kiện ra tòa thì tài sản này là của người anh chứ không có liên quan gì em và mẹ, cho nên tòa giải quyết theo nhân chứng, vật chứng gì, pháp nhân pháp lý gì đó, lấy hết tất cả những cái gì mà cha mẹ cả đời dành dụm cho con. Để mà người có tài ăn học tới kỹ sư đó. Cho nên nó là những cái điều hạnh phúc ở thế gian này nó đến không phải là tiền bạc nhiều hoặc là danh vọng cao, nó đến với chúng ta rất đơn giản là sự yêu thương thôi. Chỉ có sự yêu thương thì nằm ở trong cái cống, ở trong một cái nhà nhỏ, trong cái hẻm, nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười. Vì sao vậy? Bởi vì đó là một cuộc sống hỷ xả, an lạc lắm. Tức là chiều hôm nay nhà không có nhiều tiền, cho nên nấu cơm ăn với rau luộc, nước tương bên chùa cho và miếng ớt thôi. Nhưng mà con thương mẹ, vợ hòa thuận với chồng, ăn hết luôn nồi cơm, vét luôn mấy hộp luôn. Mình thấy nghèo thiệt, nhưng mà trong cái tình cảnh đó thấy ra vui đó. Quý vị và sống mấy thập niên 60, 7, 50 mà đến 80, 90, quý vị thấy chúng ta ăn cái gì đâu. Những cái thập niên mà thầy 10 tuổi, 9 tuổi thì thấy nhà thầy ăn khoai lang không? Có một lon gạo à, rớt xuống tuốt dưới đáy son, mẹ thầy vét cho thầy ăn. Mà tới 8 đứa con thì làm gì có đủ. Thầy là em út trong nhà, được cơm thì mấy người chị anh của thầy giật lên giật xuống. Khoai lang sắc mỏng mỏng với khôi mì đó, phơi về nắng xong nấu đó, ăn riết đó, nó ngán đứa cổ đứa xương á. Nhưng mà nuôi hết 8 người con ai cũng mập thù lù chứ có sao đâu. Ăn bờ bụi, ra ruộng ra đồng bắt cá hái rau và ăn, cuộc sống vẫn bình thường. Tôi hỏi bây giờ cuộc sống bây giờ xe hơi chạy ngập đường kẹt luôn. Thứ sáu mà đi Sài Gòn về Vũng Tàu bị kẹt xe chứ không phải thứ bảy và chủ nhật nữa. Xe quá trời, ăn bao nhiêu là thứ. Hồi xưa làm gì có chè, chè sữa trân châu, làm gì có mấy chè Thái đâu, có chè nếp với đậu đen đậu xanh thôi. Bây giờ mấy cái món chè đậu đen đậu xanh thử mấy người trẻ họ dùng. Những cái món làm gì có lẩu Thái rồi lẩu ngọt lẩu chay. Không có đâu, thầy thấy không có. Có lagu, hình như có lagu những lần đám cưới mới có ăn, cúng dỗ cari gì đó. Cho nên á, cái cuộc sống mà nó nghèo á, chưa chắc gì là cuộc sống khổ đâu các trò. Bởi vì nghèo nhưng mà thương nhau là vẫn vui hà, nghèo mà tha thứ là vẫn vui hà. Nhưng khi mình chấp nhất á, thì giàu cũng tan nát. Thầy đã thấy rất nhiều những cuộc tình người ta đổ vỡ mà chỉ vì người ta chấp thôi à. Lấy nhau là vì yêu thương nhau mà lấy, rồi bây giờ lấy xong rồi không có con cái buồn. Mẹ đã nói là mày không có con thì bây giờ làm sao nối dõi tông đường, buồn. Rồi bây giờ nếu như vậy mà năm nay con không có con thì thôi, không ấy thì con chấp nhận đi, mẹ cưới thêm cho một đứa nữa để nó sinh con. Nhưng mẹ già rồi không biết mẹ chết lúc nào, buồn. Gây cái buồn cho nhau không. Thì có cái cô đó, cổ đi tu mà cô mang cả một cái thùng tâm sự trong đời cổ. Đơn giản là cổ không sanh con được. Mà đâu phải là cổ sanh không được, chồng cổ sanh không được đó, mà gia đình không biết, cái tưởng là cổ sanh không được. Thì mới cưới vợ lẽ. Khi mà người vợ lẽ về thì người ta sanh được con, thì cái người vợ cả đó trở thành ô sinh trong nhà, trở thành người giúp việc trong nhà. Cái nỗi đau đó nó lớn quá, cho nên cô không thể chấp nhận nổi. Thì cô tìm con đường giống như cô Lan đó, buồn quá đi tu. Nhưng thật lòng cô không có giác ngộ, cô chỉ muốn nương cửa từ để sống qua ngày. Thì cô giấu hết tất cả những cái quá khứ, cho nên các nhà sư đó, cô đó xuất gia cho cô. Ở được 2 năm thì cho cô lên làm sư Sa Di. Nhưng mà cô may mắn là cô gặp được một cái người chồng lại thương cái tính nết của cô.
lặng lẽ chịu đựng, đúng là tinh thần của người Việt. Cho nên rồi chồng đã giấu mẹ, trốn vợ mới, đi tìm vợ cũ. Nghe ngóng nó đi lên núi tu hành, cho nên chú đã đến rừng núi tu. Sau đó là hai vợ chồng cùng đi tu hết. Câu chuyện còn dài, nhưng mà thầy thấy tại sao phải nghĩ rằng là không có con là khổ. Thầy có mấy đứa đệ tử nó đi ra đời lấy chồng, lấy vợ, nó cũng không có con. Rồi nó cũng đi cầu này cầu nọ, đi đòi đi cái gì vô bệnh viện cấy tinh trùng gì đó. Thầy nói con ơi thôi, cái việc mà không có con là mình không có duyên. Cũng như cái chùa mà không có đệ tử có những cái chùa không có Phật tử, không có duyên, đầy thiếu tạo. Còn có những cái chùa ở trong hốc, trong hẻm mà Phật tử vẫn tới, đơn giản là không phải ông thầy đã giỏi hơn ông thầy kia đâu, mà là ông thầy này ông có cái duyên. Ông nhiều đời, nhiều kiếp rồi, ông cứ gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Có một trái bắp bẻ làm hai, hiểu không? Không có gây gỗ gì với ai, gặp người nào cũng chào, cũng hỏi, cũng thiết, cũng giảng, nên người ta quý. Rồi kiếp sau sinh ra là quyến thuộc nó nhiều hơn thôi. Còn ông thầy này ông lo tu không à, ông lo tu không à, ông cứ ngồi thiền, ông niệm Phật, ông ngồi, ông không tiếp ai hết. Ông mong làm sao kiếp này là ông dứt nghiệp để ông đắc đạo, cho nên hết kiếp cái ông không có ai hết. Rồi kiếp sau sinh làm người thì đâu có người kiếp trước có duyên đâu, nên ông đi khất thực đó, không ai cúng hết. Dạ, rồi cứ vậy nhiều kiếp cái ông thành Phật, mà cái Phật đó là gọi là Phật cô vậy, cô đơn. Nên khi các con sống ở đời, các con cũng lo quê von vén cho người thân không, nhiều khi là nó mất dần dần cái duyên đi, cho nên người ta không tái sanh vô nhà mình thôi, chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà người ta không tái sanh vô nhà mình thì mình đừng nghĩ mình là người không có phước, mình phải nghĩ rằng là à thì ra là mình là người có phước. Nó bớt đi cái việc chăm sóc con cái, nó bớt đi cái việc lao động cực nhọc phải kiếm tiền nuôi con, thôi thì dành thời gian chăm sóc ba mẹ. Tại vì ba mẹ có 5 người con mà ai cũng lấy chồng, ai cũng lấy vợ hết rồi. Bây giờ mẹ già, cha cũng lớn tuổi cô đơn, thì đây là trời Phật cho mình được tự do, tự tại, không bận bịu chuyện gia đình. Cho nên á, mình về nhà mình chăm sóc cho ba mẹ, mình báo chữ hiếu. Suy nghĩ vậy cảm thấy đời mình ý nghĩa. Hai vợ chồng cứ chạy về nhà ngoại, rồi chạy về nhà nội, cứ chăm sóc riết. Rồi nói họ già rồi con sống làm sao? Ủa thì cháu đó, 3-4 đứa cháu, 9-10 đứa cháu đó, mình cứ có tiền cho nó ăn học đi, có tiền giúp đỡ ba mẹ nó đi, rồi già thì nó lo chứ lo gì. Còn không thì cứ đến cái chùa nào đó làm ăn dành dụm cho kỹ, đừng tiêu xài phung phí, dành ít tiền về già đó đó mình cất cái cốc nương tựa cái chùa nào đó cũng được, dưỡng già. Nhiều khi đi từ thiện được còn vui, mà khỏi bận bịu gì hết, thông dong tự tại, phải không? Có tiền làm việc thiện việc nghĩa nữa, chứ mình cứ gây khổ cho nhau. Chồng mình đi làm về có tiền đưa cho mình, lâu lâu mới nhậu một lần thì mình coi như là phước của mình rồi. Tại vì chồng nhậu hay không nhậu, miễn có chồng là được đó. Quý vị cứ nói anh nhậu là than phiền, thì rồi mai mốt nó nhậu thêm. Nhưng mà có nhiều người ấy, chồng nhậu mà nó còn quánh phù mỏ nữa, chứ đâu phải là nhậu không. Nó nhậu rồi nó còn đá gà, thiếu nợ, rồi nó số đề, nó cầm xe, rồi nó còn gái gú nó đi đêm bỏ mình nữa, mà người ta vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn yêu thương gia đình. Còn mình có chuyện đó không mà cái than miết. Nên có con rồi thì có hạnh phúc rồi. Quý vị ơi đừng có buồn nữa, vì còn một điều là không nên buồn là vì sức khỏe của mình ạ. Sức khỏe của mình mà buồn là nó mất nhiều sức khỏe lắm, là hạnh phúc của mình nữa ạ, và tuổi thọ của mình nữa ạ. Và phụ nữ quan tâm cái chỗ này nè, đẹp. Ai mà giận hờn nhiều nó xấu đi, đúng không? Mà ngồi nhìn tôi không ai cảm xúc gì hết vậy. Bây giờ sư thầy hỏi các đệ tử ở đây nè, có thấy cái người nào mà giận mà quăng cái son dục cái nồi lấy cái chổi chỉ quánh mà đẹp không? Có không? Nhìn thấy nó mệt lắm á, mà lâu lâu bị một lần thôi, chứ cứ 2-3 ngày bị một lần đó thì thôi đi, cuộc sống nó gần như là ở trong địa ngục trần gian, thấy không? Cho nên đi tu đâu có phải là mình vô chùa tụng kinh gõ mõ, không phải đâu. Đi tu đâu phải là đến niệm Phật mấy câu rồi về, không phải. Đi tu là phải biết kềm chế những cái tính nóng á, kềm chế những cái lúc người ta sỉ vả, người ta trách móc, người ta vu khống, phải kềm. Nên tiếng niệm Phật lúc bây giờ nó có giá trị. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
giúp cho con được sáng suốt, minh mẫn, an tâm trong lúc này. Tại vì chị dâu này nắm mắng con hôm qua giờ mấy lần rồi, con đang sôi sục á, có đống ở đây cũng định phun ra nè, mà phun ra cái là biết đâu chừng chị em tương tàn mất công má khổ. Mình đi tu mấy năm nay ăn chay cũng có rồi, đi chùa cũng có, làm phước cũng có rồi, chỉ cần xong một lần nó đốt hết công đức. Bây giờ con không muốn vậy đâu, Bồ Tát giúp cho con đi ha. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Bồ Tát. Cái mình cười, cười một mình nhẹ nhẹ, cái nhìn bà chửi, mình tưởng như bà hát thôi. À, hôm nay mình nghe cái nhạc rap thôi, cho nên mình cứ quay ra mình đi nấu cơm, đi quét nhà, nói một chút, thấy không ai ứ hử gì hết, thôi bỏ đi. Mày chưa nhưng mày, mai mốt mày còn vậy nữa là chết với tao, nhưng mày là nói cái câu cuối cùng rồi bỏ đi luôn. Thế mình cũng chừa thiệt, em cũng sợ chị luôn đấy. Thế mà hạnh phúc, tại vì là người ta cũng không thể ăn hiếp hoài với một con người mà đầy đủ những cái năng lượng tuyệt vời như thế. Là mai mốt có chuyện buồn cũng chả nhảy tới hỏi mình nhờ mình giúp đỡ à. Cho nên từ từ mình có được một cái năng lượng nó giàu lắm, nó không có nghèo như mấy năm trước mà dễ buồn, dễ giận. Nên càng già đó thì càng gọi là phúc, phúc hậu. Cái những người già cái gương mặt đó, nó đẹp đó. Già mà cái mái tóc nó như ta kêu như bà tiên á, nó hiền mà nó phúc hậu lắm. Còn có mấy người già đó nha, trời ơi cháu nó cũng sợ, con nó cũng sợ. Biết sao không? Nó nhai, nó nhảm, nó quay, nó miết luôn. Cái chuyện có chiếc điện thoại bị rớt thôi à, nói từ sáng đến chiều, chiều đến tối, ta mua ta đền rồi cũng không chịu luôn. Nói cái này ta xài không được, thôi con ngồi con chỉ cho má, cũng không chịu. Mà hỡi có chuyện xảy ra là nhắc lại cái điện thoại, vô mâm ăn cũng nhắc. Đang đi du lịch với nhau, đã dẫn bà đi theo, đang vui vậy tự nhiên thấy người ta quay phim chụp hình, cái bà nhắc cái điện thoại, bà la sùm trong cái đường đi du lịch vậy đó. Riết rồi ăn uống vui chơi gì cũng bị nổi khùng với bà hết á. Riết rồi tóc mấy đứa nhỏ khỏi nhuộm cũng vàng. Cho nên có mẹ mà thấy bực bội quá, cho nên thôi ở riêng sạch hết trơn rồi. Ở riêng rồi bà cũng theo bà xuống bà chữ nữa. Anh thôi nó chào bà cũng nói nhiều chuyện, chào chào hỏi gì. Không chào bà cũng nói ủa sao mày không chào tao. Nấu cháo thì bà nói tao có bệnh đâu mày nấu cháo. Nấu cơm bà nói hôm nay tao bệnh mà sao mày nấu cơm. Làm gì cũng khó dễ quá, cho nên cuối cùng là khổ. Khổ làm gì, cuối cùng chết có mang theo việc đâu mà chấp. Cho nên Phật tử hứa với thầy đi, bây giờ hứa nè, chắp tay lại hứa đi rồi thầy cho nghỉ tụng kinh, chắp tay lại vậy, nói theo thầy nha. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin hứa với Đức Phật, hứa với hai thầy, kể từ ngày hôm nay mãi đến ngày sau, con luôn luôn vui vẻ, không buồn, không giận, không hờn, không trách ai, bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu có giận, nếu có hờn thì xin hờn một tiếng đồng hồ thôi. Đồng ý không? À, đồng ý thì vỗ tay. Ừ. Thương chúc Phật tử có sức khỏe. Cảm ơn thầy và Phật tử rất nhiều. Nam mô A Di Đà Phật.